Cô nghĩ làm sao vậy? Cô làm vợ tôi mà suốt ngày cô ngồi cô cầm điện thoại cô bấm, cô không biết làm việc nhà. Xài điện thoại xong cái cô đi đâu? Cô cũng đi mua sắm quần áo, cô đi làm đẹp, cô mua son, mua phấn, mua quần áo của cô có bao giờ nghĩ tới tôi không? Cái gì? Anh nói gì ngộ vậy? Vậy à, bây giờ anh nói tôi, anh nghĩ là anh đi, anh có nghĩ tới tôi không? Tôi làm gì không nghĩ cô? Ủa suốt ngày hả? Đồ cổ đồ ha. Bây giờ tôi hỏi anh nè, mấy cái vật dụng đó, mấy cái đồ cổ đó nó có giúp ích gì được cho gia đình không? Gia đình có vui vẻ hạnh phúc hơn không? Có giàu có hơn được không? Mà suốt ngày lao đầu với đồ cổ. Ông có mắc cười quá, bởi đó là sở thích của tôi, cô không có quyền xen vô. Vậy đồ cổ hả? Ừ, đúng rồi, đồ cổ của anh quý lắm, tôi cho nó cổ luôn. Ê, cổ trời nè. Đồ yêu quý của tôi. Hả? Cô nhớ cái gì hay không? Baby của tôi, anh làm cái gì vậy? Baby hả? Cũng chính vì baby của cô mà tốn biết bao nhiêu tiền bạc của tôi, tốn hơn nửa tháng lương của tôi. Baby của tôi kìa, anh làm cái trò gì vậy hả? Bây giờ anh muốn làm sao? Cô muốn làm sao? Ly vậy? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho luật sư của tôi tới đây để mà giải quyết cái chuyện này. Tôi khẳng định với anh luôn, toàn bộ tài sản và căn nhà này sẽ thuộc về tôi. Cô tự tin quá ha. Để coi, cô có luật sư riêng, tôi cũng luật sư riêng vậy. Được rồi, tôi sẽ gọi luật sư của tôi tới đây giành lại ngôi nhà cho tôi. Dạ, em xin giới thiệu, em là Như Trần Công Lý. Dạ. Tên này tốt lắm. Dạ. Có gì này cần nhà anh? Sao ạ? Anh không cần nói. Theo như cái hiện trường vụ án này thì tôi biết hai vợ chồng vừa xảy ra một vụ gây gổ đúng không? Đúng vậy. Chính xác, tôi đã biết hết cô vợ của anh là một người như thế nào, một cô vợ mà phải nói là vô cùng mà khúc mắc, khó chịu, khó khăn, chỉ biết là ham mê đua đòi vật chất và không xem chồng của mình ra gì hết. Tôi cần anh giành lại công bằng cho tôi. Vợ chồng tôi muốn ly dị. Bây giờ tôi muốn anh cải làm sao cho ngôi nhà thuộc về tôi. Anh cứ yên tâm, với khả năng của tôi thì tôi tin chắc rằng vụ kiện này cán cân công lý sẽ nghiêng về phía anh. Tốt, chỉ cần làm được việc thôi thì bao nhiêu cũng được. Trời ơi, tiền bạc gì anh ơi, ôi anh ơi, tiền bạc gì, đừng có tiền bạc ở đây. Trời ơi, anh yên tâm đi, vụ kiện này anh chắc chắn sẽ thắng. Trời đất ơi, alo. Anh. Alo. Tôi hỏi là luật sư công lý không ạ? Đúng rồi, là công lý nghe. Trời đất ơi, anh ơi, hẹn rồi, giờ này anh tới nhà của tôi chưa vậy? Tới nhà rồi. Trời đất ơi, anh nhảy trong điện thoại ra sao mà anh tới nhanh dữ vậy? Đâu có, trời em biết hết chị ơi, em biết hết những cái gì mà ở đâu mà có những cái vụ kiện cáo hay là gì là em biết hết, em nắm hết. Vậy là những gì mà gia đình tôi đang xảy ra là anh biết hết rồi đúng không? Biết hết luôn. Tôi quyết định là sẽ ly dị ông chồng này. Bây giờ anh làm cách nào để mà anh bảo vệ căn nhà này cho tôi đi. Dạ em sẽ bảo vệ chị ơi, chị yên tâm. Cán cân công lý của mình sẽ nghiêng về những người phụ nữ nào mà không có tên nhiều tiền đó chị. Rồi bây giờ em ở đây nha, chị vô kêu chồng chị ra nói chuyện ba mặt một lời á. Dạ, chồng chị ra nói chuyện. Khỏi cần kêu. Rồi anh ra đây, anh bước ra đây. Dạ đúng lúc lắm. Sao? Sao? Bây giờ luật sư riêng của tôi đã tới rồi đó. Làm như anh có mình luật sư riêng vậy á. Bộ tôi cũng có luật sư riêng vậy. Luật sư riêng của tôi cũng đã ở đây rồi. Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ kêu luật sư riêng anh ra đây. Bây giờ cô kêu luật sư riêng của anh ra đây. Luật sư riêng của tôi đang ở đây rồi. Luật sư riêng của tôi cũng ở đây rồi. Rồi đâu? Ra đây đi. Luật sư riêng của tôi luôn đó. Hả? Cái chuyện mà mình riêng của ai á thì luật sư đâu có của riêng ai. Thì luật sư thì ai thuê làm thôi. Được rồi, vậy bây giờ anh nói đi. Công lý sẽ nghi gì ai? Rồi bây giờ em vật xử như thế này, là cái căn nhà này của mình ai cũng muốn có đúng không? Đúng, đúng rồi, muốn gì thì bây giờ cái người nào là cái người giữ chìa khóa căn nhà này, là cái người quan tâm lo lắng nhất cho căn nhà này thì người đó sẽ được chủ sở hữu căn nhà này. Bây giờ ai có chìa khóa đưa ra cho em. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Sao tôi biết được? Ví dụ mà để chìa khóa mà để lung tung quá mình không nhớ thì để em chỉ cho anh chị cái cách mà mình làm cái bộ treo chìa khóa. Móc treo ngôi nhà, nguyên liệu, vải dạ nỉ nhiều màu, kim, chỉ, miếng dán chuyên dụng, icon trang trí và chìa khóa. Cách làm: tạo hình nhân vật. Đầu tiên bạn cắt 4 hình tròn từ vải dạ đen làm tóc và 2 hình tròn vải dạ màu kem để làm khuôn mặt cho bé gái và bé trai. Rồi bắt đầu dán một phần vải màu đen và màu kem lại với nhau. Sau đó tiến hành cắt 2 mảnh vải đen còn lại làm tóc cho bé trai và bé gái rồi dán lên mặt trên. Dùng chỉ đen khâu mắt và miệng trên khuôn mặt.
Tiếp đến ta dùng một chiếc khoen móc móc vào phần dưới của khuôn mặt để nối với chìa khóa như thế này. Tương tự ta làm với khuôn mặt còn lại. Rồi ta dán một phần của miếng dán chuyên dụng lên mặt sau của hai gương mặt, tạo hình ngôi nhà. Cắt hai tấm vải nỉ màu vàng làm ngôi nhà, hai tấm vải dạ đỏ làm mái nhà, bốn mảnh vải nỉ màu xanh làm cửa sổ, rồi dán lại với nhau như thế này. Rồi dán phần còn lại của miếng dán chuyên dụng lên hai bên của ngôi nhà. Công đoạn cuối cùng là trang trí cho ngôi nhà trở nên hợp xinh như thế này. Thế là xong. Bây giờ bạn chỉ cần dán cố định ngôi nhà vải nỉ này lên trên tường, nơi gần cửa ra vào. Bạn sẽ không còn lo lắng về chiếc chìa khóa của mình bị thất lạc nữa nhé. Cách làm móc chìa khóa handmade kiểu này vừa đơn giản là vừa đáng yêu, chắc chắn sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc tìm chìa khóa. Chúc các bạn thành công. Dễ thương quá à, cưng chết à. Ở giống em ghê không? Giống anh ghê không? Nhưng mà không đẹp bằng vợ anh đâu. À, đúng rồi, không đẹp bằng chồng của em đâu. Anh kỳ quá à. Em kỳ quá. Muốn khen em và khen đại đi mà đặt canh kỳ quá à. Nói nghe nè, anh chị bây giờ sao anh chị thấy cái đó dễ thương không? Dễ thương. Cái chìa khóa này á, anh chị để trên đầu giường đó. Rồi đó em vô em thấy rồi em làm em móc cho anh chị luôn. Đúng rồi nè, cái màu hồng của em, màu xanh của anh nè. Đúng rồi, cho nên là bây giờ mọi chuyện mình đã giải quyết xong rồi thì xin phép anh chị em đi về. Ê. Ôi. Dạ sao à? Chưa giải quyết xong mà. Chưa xong mà. Dạ sao chưa xong à? Xong rồi chứ. Ủa xong hồi nào, nãy giờ cái cán cân chưa nghi nhờ anh hết rồi. Em bây giờ cho em hỏi là bây giờ hai anh chị làm có còn muốn ly dị nữa không? Không. Hai anh chị có muốn chia gia tài nữa không? Không. Rồi hai anh chị có ghét nhau nữa không? Không. Rồi vậy là xong rồi, cán cuối cùng nghĩ không nghiêng về ai hết, đứng thẳng như hai vợ chồng đã hòa thuận rồi thì xin phép anh chị em về. Vâng. Anh chị giải sao nữa? Tiền đâu? Ủa thì khi mình giải quyết xong một vụ kiện thì không còn kiện nữa thì không lẽ mình không được có tiền luôn? Ừ, nhưng mà vụ kiện này đâu chưa xong kết quả mà. Ủa vậy là anh chị sai rồi. Anh chị phải giờ không lẽ lấy lại hết tiền à? Đúng rồi. Chứ em không đưa thì là em sai rồi. Không lấy ấy giờ cho em một vài tờ nữa. Tức là không. Em ủa vậy là em không được gì luôn hả? Không. Em sai rồi. Em vô đây làm em sai rồi. Em ngu quá em sai rồi. Vậy là hai vợ chồng mình cũng sai rồi. Sai rồi. Cái công lý. Mày cán cần công lý nữa. Em sai rồi. Quý đi em sai rồi tôi xì luôn á.